mình lên núi đang mang mấy tay cùng bị gấp cái quần dưới sau không nghe xấu không nghe xấu lướt cái quần dưới sau mà không nghe xấu bị gấp quần dưới sau bắt được nguyên cung cát cha 43 quần nó xíu.
ai làm cái đó vậy, ai phẫu thuật cái đó vậy? Mày gì ra, xuống gì đây?